Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 24 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh do Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tài trợ. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 đã trao kinh phí 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông qua quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với mong muốn chia sẻ động viên, giúp người dân nghèo ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cảm ơn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 với trách nhiệm xã hội đã cùng chung tay giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sau khi tiếp nhận kinh phí, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiến hành ra soát phân bổ để hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết với mức 44 triệu đồng trên một hộ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Công đoàn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng và Công đoàn Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung chương trình phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa công đoàn hai đơn vị giai đoạn 2022-2025, gồm 4 nội dung chính về công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và người lao động, công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Đây là hoạt động nhằm tăng cường phát triển mối quan hệ phối hợp giữa công đoàn hai đơn vị, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động công đoàn, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến giám sát tại trạm y tế xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và trạm y tế thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa về triển khai các hoạt động khám chữa bệnh thực hiện theo nguyên lý y học gia đình tại tuyến xã. Qua giám sát, các trạm y tế đang tích cực triển khai các hoạt động để tiến tới khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình. Theo các hướng dẫn của cấp trên như cập nhật thông tin lên các phần hệ của phần mềm VNPT HMIT, ra soát được các nội dung chuyên môn cần tuyến trên hỗ trợ, công tác khám chữa bệnh về phục hồi chức năng, nhu cầu tập huấn để nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu, kỹ năng truyền thông của viên chức tại trạm và nhân viên y tế thôn bản. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đề nghị các trạm y tế phối hợp với Trung tâm Y tế nhanh chóng xây dựng hoàn thiện các danh mục kỹ thuật theo thông tư số 21/2019/TT-BIT của Bộ trưởng Bộ Y tế, phối hợp Bảo hiểm xã hội hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ theo quy định để sớm có thể triển khai công tác khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình tại trạm y tế. Dịp này, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến giám sát các hoạt động chuyên môn về kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa. Tối ngày 24 tháng 9 tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng phối hợp với tỉnh đoàn thanh niên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Tự hào thanh niên Cao Bằng chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật lần này, khán giả được thưởng thức các tiết mục hát múa với nội dung phong phú đa dạng, mang tính nghệ thuật và giáo dục cao, với các chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên. Thông qua chương trình, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị đoàn trong tỉnh, cổ vũ động viên đoàn viên thanh niên toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Cũng trong dịp này, tỉnh đoàn thanh niên đã thông tin nhanh đến các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân về kết quả của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Điểm nhấn tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần này là 4 diễn đàn quan trọng, đó là thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên,
xây dựng đoàn vững mạnh, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, xung kích tình nguyện, xây dựng đất nước, tất cả vì đàn em thân yêu. Bên cạnh đó, đại hội đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong khâu tổ chức chương trình như ứng dụng điểm danh, triển lãm các gian hàng trưng bày, áp dụng công nghệ thực tế ảo, ứng dụng quét mã QR để cải tài liệu đại hội. Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, đoàn liên cơ quan thành phố, đoàn phường Đề Thám và đoàn phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh đã phối hợp thực hiện công trình vườn hoa thanh niên chào mừng 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 25 tháng 9 năm 2012, 25 tháng 9 năm 2022 và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Với mong muốn tạo cảnh quan đẹp, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân khu tái định cư 3, công trình vườn hoa thanh niên được trồng hơn 170 hoa giấy, hoa ngũ sắc trong khuôn viên khu tái định cư, tạo cảnh quan nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục tinh thần lao động tích cực, tự giác trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh cho đoàn viên thanh niên của ba đơn vị, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh tổ chức lễ khởi công xây nhà ở cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Trâm ở xóm Quỷ Linh, xã Hồng Nam, huyện Hòa An. Hiện nay, gia đình bà Hoàng Thị Trâm đang ở trong một ngôi nhà sàn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, rột nát. Bản thân bà Trâm là người khuyết tật, bị liệt cả tay và chân. Sau khi xem xét đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ 44 triệu đồng trích từ Quỹ vì Người Nghèo tỉnh để hỗ trợ gia đình bà Trâm xây mới một căn nhà với diện tích 70m². Từ đầu năm đến nay, Quỹ vì Người Nghèo tỉnh đã tiếp nhận được trên 11,5 tỷ đồng. Ban vận động quỹ đã triển khai xây dựng trên 200 nhà với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì Người Nghèo, tiến hành rà soát, phân bổ nguồn quỹ, sử dụng số tiền đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng địa phương đã tăng cường tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn khu vực biên giới. Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương tổ chức được 1.415 lần tuần tra với hơn 9.500 lượt người tham gia, phát quang được trên 127 km đường biên mốc giới, duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ tại 78 tổ chốt cố định và 11 tổ kiểm soát lưu động, tiến hành kiểm soát nghiêm ngặt tại các đường mòn lối mở biên giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19. Trong đó đã phát hiện 2.621 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, tiếp nhận qua cửa khẩu 1.662 người, qua đường mòn trên biên giới 959 người. Các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Ngoài ra, các đơn vị đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả 335 vụ trên 3.609 đối tượng vi phạm hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 24 tháng 9 đến 17 giờ ngày 25 tháng 9, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 97.507 trường hợp. Trong đó có hơn 96.954 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 10 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 2 trường hợp, huyện Hà Quảng 1 trường hợp, huyện Hòa An 3 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Thạch An 1 trường hợp, huyện Trùng Khánh 2 trường hợp. Các huyện còn lại không có ca mắc mới. Hiện Cao Bằng có 41 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 368 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 58 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Nâng tổng số khỏi bệnh lên 97.034 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 574.750 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, tổng cộng test nhanh là 420.858 mẫu. Tính đến giữa tháng 9 năm 2022, tổng thu ngân sách toàn huyện Hòa An đạt 25 tỷ 978 triệu đồng, đạt 38,6% kế hoạch năm 2022, bằng 108,4% so với cùng kỳ năm 2021.
trong đó thu cân đối được 13 tỷ 549 triệu đồng, đạt 53,13% kế hoạch, bằng 89,4% so với cùng kỳ năm 2021. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 11 tỷ 063 triệu đồng, đạt 44,4% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, huyện Hòa An tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các xã thị trấn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tăng cường đôn đốc thu đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, thu hồi nợ đọng thuế, kiểm tra thu và truy thu thuế trên địa bàn, khai thác tăng thu ở tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn được giao trong chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Ngày 25 tháng 9, huyện Hòa An tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Dân Chủ năm 2022. Cuộc diễn tập chia làm hai giai đoạn, gồm vận hành cơ chế và thực binh chữa cháy rừng. Trong giai đoạn vận hành cơ chế, đã tổ chức hội nghị triển khai biện pháp khẩn cấp xử lý tình huống cháy rừng và hội nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hiệp đồng phòng cháy chữa cháy rừng. Trong giai đoạn thực binh chữa cháy rừng, với tình huống cháy đồi rừng tại khu vực xóm Bắc Bó, xã Dân Chủ, diện tích khoảng 3.000 m2, lực lượng thực binh gần 80 người, gồm trung đội dân quân cơ động xã, kiểm lâm, công an, y tế, cán bộ Ủy ban nhân dân xã và nhân dân xóm Bắc Bó đã hiệp đồng chặt chẽ, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng. Trong quá trình chuẩn bị cho diễn tập, nhân dân trên địa bàn xã đã ủng hộ ngày công và hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Dân Chủ năm 2022 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình diễn tập. Thông qua cuộc diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng tham mưu hiệp đồng của các ban ngành đoàn thể xã Dân Chủ, làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự nói chung và nhiệm vụ phòng chống chữa cháy rừng nói riêng. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Hòa An đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Dân Chủ năm 2022. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Hòa An đã khám chữa bệnh được trên 44.000 lượt bệnh nhân, đạt trên 66% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Hòa An khám chữa bệnh được 44.873 lượt bệnh nhân, đạt 66,48% kế hoạch, tăng 772 lượt so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 4.151 lượt, đạt 74,8% kế hoạch. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện đã được trang bị các thiết bị khám chữa bệnh như máy siêu âm 4D, hệ thống X-quang kỹ thuật số, máy phẫu thuật nội soi, máy thở, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Y tế huyện Hòa An tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện đến tuyến xã, đồng thời chủ động thực hiện công tác theo dõi, giám sát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Ngày 24 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2022. Tham gia giải có 150 vận động viên đến từ 7 đoàn: Thạch An, Hòa An, Nguyên Bình, thành phố, câu lạc bộ Xuân Trường, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giao thông Vận tải. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung nam và nữ thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra đội có điểm số cao nhất vào thi đấu bán kết. Đây là giải đấu thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao ở người cao tuổi nói riêng và phong trào tập luyện môn bóng chuyền hơi nói chung, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 25 tháng 9 năm 2012, 25 tháng 9 năm 2022, 72 năm ngày giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2022 và kỷ niệm 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2022. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra hai trận thi đấu giữa đội Nguyên Bình và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải và thành phố. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2022. Huyện Hòa An tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng giữa các xã thị trấn năm 2022 với sự tham dự của 16 đội với hơn 80 diễn viên quần chúng của 15 xã thị trấn. Các đơn vị đã biểu diễn 20 tiết mục văn nghệ với nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc như hát then, đàn tính, hát xì lượn, hà lều. Đặc biệt, các đoàn đã tái hiện lại lễ đón dâu của dân tộc Dao Đỏ, xã Trương Lương, lễ đón dâu của dân tộc Tày, xã Hồng Nam. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, chương trình nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc.
làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần gìn giữ, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tại địa phương. Xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ dân ca xóm Bản Bát và câu lạc bộ dân vũ xóm Khuổi Luông nhằm bảo tồn và phát triển dân ca dân vũ trên địa bàn. Tại buổi lễ ra mắt, câu lạc bộ dân ca xóm Bản Bát và câu lạc bộ dân vũ xóm Khuổi Luông đã biểu diễn nhiều tiết mục tự biên tự diễn với các bài hát dân ca như hát lượn, phong sư, hát then mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Việc ra mắt câu lạc bộ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các cấp ủy chính quyền, cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Khi thành lập, các câu lạc bộ có trách nhiệm sưu tầm bảo tồn, truyền dạy, tổ chức tập luyện và biểu diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc gắn với việc phát triển du lịch của địa phương. Tòa án Nhân dân huyện Quảng Hòa vừa xét xử vụ án hình sự về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo. Theo cáo trạng, ngày 12 tháng 2 năm 2022, lực lượng công an huyện khi đang làm nhiệm vụ tại xóm Bình Linh, xã Hạnh Phúc thì phát hiện Lý Văn Tuân và Nông Văn Trịnh cùng chú xóm là Luông, xã Hạnh Phúc đang tàng trữ 1,393 gram heroin. Tuân và Trịnh khai nhận vừa mua ma túy với Lục Văn Vững, chú tại tổ dân phố 4, thị trấn Hòa Thuận. Tối cùng ngày, lực lượng công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lục Văn Vững thì thu giữ thêm 6,527 gram heroin. Tòa án Nhân dân huyện Quảng Hòa tuyên phạt bị cáo Lục Văn Vững 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Nông Văn Trịnh 24 tháng tù, Lý Văn Tuân 15 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lạc vừa xét xử trực tuyến về tội trộm cắp tài sản với bị cáo tại điểm cầu nhà tạm giam công an huyện. Theo cáo trạng, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Lục Văn Cương, sinh năm 2000, trú tại xóm Bản Buống, xã Đình Phùng, đến nhà Hoàng Văn Lâm là xóm tại xã Đình Phùng, sau đó vào buồng ngủ mở hòm lấy trộm một vòng cổ dạng kiềng và hai vòng bằng kim loại bạc, rồi ném qua khe vách sau vườn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Cương quay lại nhặt 3 chiếc vòng đem đi bán để lấy tiền mua ma túy. Qua quá trình điều tra, bị can Lục Văn Cương thừa nhận hành vi phạm tội trộm cắp tài sản với tổng trị giá 4.299.050 đồng. Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lạc tuyên xử phạt bị cáo Lục Văn Cương 10 tháng tù giam. Con nuôi đồn biên phòng là mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thiết thực do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai, phát động trong toàn lực lượng từ giữa năm 2019. Tại các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mô hình này được triển khai thực hiện đã mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới, giúp con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh. Với mong muốn đem đến điều kiện chăm sóc, giáo dục tốt, giúp các em tu dưỡng trưởng thành và phát triển toàn diện. Phóng sự thực hiện tại đồn biên phòng Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Đã 3 năm kể từ ngày hai em Vàng A Rẻ, Vàng A Hùng về ở tại đồn biên phòng Xuân Trường. Những người lính bên phòng đã quen với sự có mặt của hai đứa trẻ nhỏ và tình cảm của người cha nuôi dành cho các con cứ thế được bồi đắp lớn dần theo từng ngày. Hôm nay đi học có tiếp thu được bài không? Có. Thì con có làm được bài không? Có. Có hả? Cô cho bài tập về nhà không? Có. Nhiều không? Có. Bài tập toán với bài tập gì? Bài tập toán, bài tập tiếng Việt. Tiếng Việt thôi. Năm 2019, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Trường đón Vàng A Rẻ, Vàng A Hùng về đơn vị theo mô hình con nuôi đồn biên phòng. Đây là những em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xóm biên giới. Vàng A Hùng là người Mông, sinh tại xóm Tà Sáy. Bố em mất từ năm 2017. Còn mẹ em thì bỏ đi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Vàng A Rẻ thì ở xóm Lũng Rạc, xã Xuân Trường. Gia đình em cũng là hộ nghèo. Mẹ của A Rẻ đã mất khi em chỉ mới có 1 tuổi. Thấu cảm hoàn cảnh của hai em nhỏ, cán bộ đồn biên phòng đã đón các em về nuôi để có thêm điều kiện học tập. Từ ngày A Hùng và A Rẻ về ở với cha nuôi đồn biên phòng, các em được cán bộ, chiến sĩ tại đồn hướng dẫn học hành và chỉ dạy từ cách ứng xử giao tiếp hàng ngày đến nề nếp thực hiện nội quy quy định của đơn vị. Đơn vị đã dành riêng một phòng để làm chỗ ở
góc học tập cho các em. Sau một thời gian về sống cùng với các cha nuôi, đến nay hai em nhỏ người dân tộc Mông cũng dần quen với nhịp sống ở đây. Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng A Hùng và A Rẻ giờ đã sống cùng nhau dưới một mái nhà như anh em ruột thịt. Nhờ tình thương và trách nhiệm của người cha mang quân hàm xanh mà cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn này có cơ hội bước sang trang mới với bao hy vọng, cơ hội thay đổi số phận, thay đổi cuộc sống. Làm việc ở vùng biên giới xa nhà, xa gia đình. Cứ như thế, các anh đã dành tình thương, chăm sóc cho hai con nuôi như những người cha thực thụ. Cả A Hùng và A Rẻ hiện nay đang theo học tại trường tiểu học Xuân Trường. Tấm lòng, trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ biên phòng đã gặt hái những trái ngọt đầu tiên. Hai em cũng không còn rụt rè, e ngại tiếp xúc với mọi người như trước nữa. Từ khi được đồn biên phòng nhận nuôi, dưới sự chăm sóc, dạy bảo tận tình của các bố mang quân hàm xanh với các thầy cô giáo, thì các cháu có sự tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt. Cụ thể như từ sử dụng tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ là chính, bây giờ các cháu nói tiếng Việt, nói và viết tiếng Việt thành thạo hơn, và các cháu có được một số kỹ năng sống, kỹ năng tự lập và kỹ năng vệ sinh cá nhân hàng ngày. Ngoài ra thì đặc biệt hơn nữa đó là về ý thức học tập của các cháu là, và rèn luyện của các cháu thì có sự tiến bộ hơn. Với ý nghĩa của chương trình như vậy thì bên nhà trường cũng mong muốn rằng chương trình con nuôi của đồn sẽ được nhân rộng hơn trên khắp mọi miền của Tổ quốc, để các em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, sẽ có được môi trường giáo dục tốt để sau này các em lớn lên sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước ngày càng đẹp. Để đảm bảo chương trình con nuôi đồn biên phòng được triển khai đúng đối tượng, đồn biên phòng Xuân Trường đã tiến hành rà soát, phối hợp với địa phương, nhà trường, lựa chọn những cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bố mẹ đã mất để nhận làm con nuôi. Về lộ trình lâu dài, sau khi vào trung học phổ thông, các em mô hình con nuôi đồn biên phòng sẽ được tham gia chương trình nâng bước em đến trường để tiếp tục được hỗ trợ học tập. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy phòng tỉnh Cao Bằng, Đảng ủy đồn biên phòng Xuân Trường những năm qua đã thực hiện tốt cái chương trình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, đặc biệt là mô hình con nuôi đồn biên phòng. Thì hiện tại thì đồn biên phòng Xuân Trường đang giữ hai cháu là con nuôi đồn biên phòng thuộc xã Xuân Trường. Thì trong những năm vừa qua thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn đã giao trách nhiệm cho các đồng chí phụ trách cấp ủy, đặc biệt là các đồng chí cấp đội là phụ trách là đảm bảo cái đời sống vật chất cũng như là chăm lo giấc từng miếng ăn giấc ngủ đi lại cho hai cháu con nuôi đồn biên phòng. Trong năm vừa qua thì Đảng ủy đồn biên phòng Xuân Trường đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ban giám hiệu trường Xuân Trường, trường tiểu học Xuân Trường, để làm tốt cái công tác giáo dục quản lý và động viên, tạo những cái điều kiện và cái điều kiện thiết yếu nhất để cho hai cháu con nuôi đồn biên phòng học tập, vui chơi và thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Phòng tỉnh. Thì trong năm học vừa qua, năm 2021, năm 2022, thì đơn vị đã giúp đỡ cũng như là chăm sóc, mua sắm sách vở cũng như các cái đồ dùng học tập để cho hai cháu con nuôi đảm bảo cái điều kiện thiết yếu nhất để đến lớp đến trường. Và trong năm học vừa qua thì hai cháu con nuôi đồn học trên trường để đạt kết quả học tập khá. Đó cũng là niềm động viên cổ vũ để Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn cũng như cán bộ chiến sĩ đồn tiếp tục thực hiện tốt cái chính sách với địa phương, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường để làm tốt cái công tác chính sách tại địa bàn cũng như thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Mô hình con nuôi đồn biên phòng được các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trong toàn tỉnh tích góp, duy trì nguồn lực hàng tháng, chủ yếu trích từ tiền lương phụ cấp và sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Từ khi thực hiện đến nay, số tiền đóng góp được trên 1,2 tỷ đồng. Các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận nuôi được 31 em. Những đứa trẻ như A Hùng và A Rẻ, từ
từ một cuộc sống đầy khó khăn, nay đã được tiếp sức nuôi ước mơ và hoài bão của mình. Tối về học bài thì tối anh biểu mà lên dạy bài thì có học xong rồi cả chú Thái nữa nhỉ. Con sẽ cố gắng thật tốt để cho các chú yên tâm. Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ đem lại những sản phẩm tốt cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường mà còn đem lại thu nhập cho người nông dân. Với những lợi thế mà địa phương sẵn có, huyện Hà Quảng đã triển khai mô hình trồng dưa trong nhà lưới tại xã Trường Hà và bước đầu giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo hướng hiện đại, bền vững. Với hơn 100 triệu đồng có sẵn, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước 150 triệu đồng, gia đình chị Đàm Thị Thảo, xóm Bản Hoàng, xã Trường Hà đã đầu tư mua trang thiết bị và một số vật tư nông nghiệp để xây dựng mô hình trồng dưa trong nhà lưới. Mô hình được ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, có diện tích 1.000 m2, được triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2022 và đưa vào sản xuất từ tháng 9 năm 2022 với 2.000 gốc dưa lưới, dưa lê, dưa hấu. Mặc dù mới đây là đợt trồng thử nghiệm nhưng cây phát triển rất tốt, cây ra hoa đều và trái to, tỷ lệ đầu trái đạt trên 90%. Bên cạnh việc trồng cây trong nhà lưới và ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt giúp cây trồng tránh tác động của thiên tai và ngăn côn trùng xâm nhập, nông dân giảm chi phí do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm sạch và bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Với những kết quả ban đầu, sẽ tạo động lực cho người dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Mô hình thí điểm về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại địa bàn xã Trường Hà kết hợp với phát triển du lịch. Thì sau quá trình thực hiện thì được sự hỗ trợ kỹ thuật của các anh chị phòng nông nghiệp, là các anh chị trong dự án ở ngoài tỉnh, thì trong quá trình phát triển thì đến thời điểm hiện tại thì cây cũng phát triển rất là tốt và cũng đã cho ra quả. Và hy vọng là tới nay thì khi mà mô hình thành công thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời là phát triển thêm, mở rộng thêm mô hình nhiều hơn nữa để mà đem lại thu nhập cho gia đình. Cái mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh gắn với các hoạt động du lịch tại xã Trường Hà thì ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân huyện thì địa phương chúng tôi cũng đã phối hợp cùng phòng nông nghiệp huyện Hà Quảng chọn các hộ có đủ điều kiện về nhân lực, kinh phí đối ứng để thực hiện cái mô hình này. Bước đầu như vậy thì mô hình đã thực hiện rất tốt và sẽ đem lại hiệu quả cao so với các cái cây trồng khác trên địa bàn xã chúng tôi. Và từ những cái mô hình này thì bước đầu đã có cây phát triển tốt rồi. Tôi tin chắc rằng là sẽ có sản phẩm tốt, đem lại hiệu quả cao cho gia đình, cung cấp cho thị trường. Và cái mô hình này thực hiện hiệu quả ấy, thì chắc chắn là những cái hộ khác lân cận xung quanh đây để tiếp tục là phát huy, và tiếp tục là thực hiện nhân rộng ra những hộ gia đình khác. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đây cũng là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.